Khi chúng ta render xong một bức hình như này này, các bạn muốn làm cái hiệu ứng cho bức hình nhé, chúng ta có thể làm cái phần main effect này, hiệu ứng của cái lens này, chúng ta chỉ kích hoạt nó lên. Ở đây thì mặc định nó đang tắt, chúng ta sẽ bật nó lên bằng cách là chúng ta sẽ kích vào chức năng enable này, có cái chức năng bloom hay main effect là hiệu ứng làm hiệu ứng sương mù, hiệu ứng của camera. Trong phần này chúng ta sẽ chú ý đến một số cái thông số như sau. Ở đây thì cái tia sâu là cái độ nhòe, độ noe của đối tượng ấy, mình sẽ giảm xuống khoảng 0.3 đi. Đây, sau đó bạn xuống bên dưới nhé, làm một số cái hiệu ứng như là lên 1.2 đi. Ở thứ ba, chúng ta bao giờ có hiệu ứng nhòe nhòe xuất hiện, chúng ta muốn tăng giảm vào thông số này, chúng ta sẽ chỉnh. Muốn lấy nhiều và tăng mạnh thông số này, mạnh quá thì nó bạc hết rồi. Thì chúng ta giảm xuống. Cái này là cảm nhận của con mắt của mỗi người thôi. Cái bài này để mà tốt ý, thì nó sẽ lấy theo trắng đen nhé. Chỗ nào màu trắng nhiều thì nó sẽ nhòe nhiều, chỗ nào màu trắng ít nó nhòe ít. Thì đây tùy vào cảm nhận con mắt của mỗi người. Ở đây trong ví dụ nên mình cứ làm hơi lố lên một chút, chúng ta quan sát nó rõ hơn. Thì size này nếu bạn giảm đi thì nó sẽ vùng ảnh hưởng nó ít hơn, mà tăng lên thì vùng nó mạnh nhiều hơn. Ít đi thì nó gần như không còn. Phải kéo mạnh lên thì nó ảnh hưởng rất là nhiều. Thường thường để vừa vừa thôi, để mặc định cũng được. Quan trọng nhất đó là mấy thông số bên dưới. Bloom là cái sự nở sáng, nở sáng nhiều, nở sáng ít thì tùy chúng ta cũng tăng giảm thông số này. 0.1 đó là cái thông số rotate này, là độ xoay của cái tia này. Các hiệu ứng ở đây chúng ta có thể tắt hiệu ứng này đi, chúng ta chọn hiệu ứng này cũng được. Đó là chấm, bạn thích thì kết hợp cả hai hiệu ứng cũng được, vừa chấm vừa sọc. Thường mình chọn một kiểu. Dưới này có thông số là rotate ở đây. Rotate là độ xoay của cái tia. Xoay của cái tia này chúng ta cứ tăng nó mạnh mạnh. Mặc định nó là không, nó là như thẳng từ trên dưới mà tăng lên cho mình khoảng độ 22 độ. Từ đấy bạn thấy cái tia này nó từ không nó chuyển sang 22. Đấy, thì bạn xoay cái tia này bao nhiêu độ thì xoay xong nó chuyển nhá. Mặc định nó là 0 độ nhé. Đó, tia nó xong. Tiếp theo thông số saturation này là cái độ đậm của màu, mặc định nó là bằng 1 đúng không? Bằng 1 thì nó tia này nó hồng hồng ít, tia nó ít nhé. Bạn mà làm nó mạnh mạnh lên thì nó sẽ ra cái màu đỏ hơn, như là bạn nhập bằng 2 là maximum. Từ này cái tia này nó đỏ hơn không? Cái tia phản là nó đỏ hơn rất là nhiều, maximum nó là bằng 2 nhé. Khi bạn kích vào chức năng cool này, gạch ngang warm này, cái tia này phát ra sẽ bằng màu trắng, nó sẽ bằng thông số bằng 0. Giờ dù bạn đặt bằng 2, nhưng bạn đặt bằng 2, sau đó bạn kích vào đây chức năng này thì cái tia nó hắt ra nó sẽ là màu xám. Áp dụng cho tông lạnh thôi. Còn đa phần này chúng ta để ban ngày này thì tia nó hắt vào hơi nắng một chút. Trong phần len này này, bạn mở cái check này xuống nhá. Thì đây hiện tại nó đang là một check. Bạn cho nó mạnh mạnh một chút xíu đi. Chữ 1 đi. Tăng cho nó xám mạnh mạnh này. Chữ 2. Ở nhà xuống bên dưới này. Ở đây ấy, mặc định cái tia chúng ta đây này, chúng ta nhìn ở dưới này. Hiện tại nó đang là một cái tia, đúng không? Bạn muốn có nhiều cái tia, nghĩa là hai tia này. Và hai tia, bạn muốn bốn tia, đó là bốn tia. Tia, nó làm cho cái bài nó sinh động. Bạn muốn bao nhiêu tia, đặt ở đây. Mặc định nó là bằng 1. Nên tis này nó chính là mật độ. Từ đây này mật độ là 50 nhỉ, giờ mình muốn giảm xuống. Như là bằng 20 nhỉ. Cái này nó thưa là bây giờ bạn muốn tăng lên 50 giờ này, bạn muốn nó dày hơn là 70 giờ thì số lượng cái tia này nó dày lên, mặc định nó là 50 nhé. Rồi là thông số len này, độ dài của cái tia này đây là 50 giờ, muốn ngắn đi thì xuống là 15. Cái tia này sẽ ngắn đi là 15. 15 thì nó sẽ khác ở bên này, nhập lại mình 50 lên 50. Anh muốn nó dài hơn nên tăng lên khoảng 70 đi. À thì đối tượng nó sẽ dài ra, bạn để nó 50. À, tiếp theo đấy thông số zoom này, nó chính là độ dày của cái thanh này, đang bằng 2 thì mình tăng lên bằng 5. Nó to, định nó bằng 2 nhé. Bạn thấy dài bằng 1 cũng được. Mình muốn nó nhỏ hơn, thôi bằng 2 đi.
Cái rotate ở đây ấy, thì cái thanh nó đang nằm ngang bằng 0, bạn muốn xoay đi 12 độ, 15 độ. Thanh ở đây nó sẽ xoay đi 15 độ. Thì xoay ở đây với trên này thì nó cũng gần gần đúng nhé. Không biết xoay đâu thì xoay. Dạ, đây mình sẽ đi bằng 0. Chấm 5 đi. Dạ, đúng rồi. M của cái thanh này. Thì chúng ta sẽ mặc định nó bằng 1. Nó lấy hết cái màu này. Thì đây nó là cái hiệu ứng để chúng ta diễn được volume ở đây. Và cái này nó là cảm nhận của các bạn là mình nhé. Nên mình chỉ cho các bạn để chúng ta sử dụng được cái volume này sao cho nó khéo. Quan trọng nhất là mấy cái thông số ở đây bạn đặt nó phải khéo một chút.